là gà gì chị? Dạ gà tre hấp nước mắm, hấp mắm nhỉ. Dạ có hai loại ha. Gà tre hấp mắm nhỉ. Gà tre hấp lá chanh. Và gà tre hấp lá chanh. Cái đó mình ê cái sốt mắm nhỉ lên hả chị ha? Dạ đúng rồi. Các bạn đến với kênh Bốn Mùa Ẩm Thực của mình nhé. Sáng nay mình có mặt trong con hẻm 100 đường Nguyễn Thị Tần để quay một số hình ảnh về xe soi lá sen rất là hấp dẫn. Tuy chiếc xe không lớn lắm trong một con hẻm nhưng mà cũng khá là nổi tiếng nha các bạn, với những món ăn thật là đặc sắc. Có thể gọi đây là một xe soi trong những xe soi mà ngon nhất Sài Gòn, soi lá sen của chị Đan nha các bạn. Mình sẽ tiến hành vào đây quay một số hình ảnh cho các bạn cùng xem nha. Cái xe soi của chị hấp dẫn quá. Mình quay cho các bạn xem nha. Đây, soi này là 5 màu, soi ngũ sắc luôn. Mình thấy đây có soi lá cẩm, soi nếp than, soi lá, soi hạt sen và... Soi này là soi gì chị? Soi lá cẩm. Còn cái này là? Đó là đậu biếc. Đậu biếc. Đấy qua đậu biếc rồi. Rồi. Thì gói. Mình cũng hỏi qua chứ? Mới biết hết ha. Quá. Dạ, 12.000 gói. Dễ rồi. Rồi. Xoài ngọt hay xoài mặn? Ngọt mặn đi. Xoài mặn là 25. Xoài mặn là 25. Xoài gà 40, còn xoài ngọt thì 12 cho nó không nè. Đấy lấy xoài mặn đi. Rồi. Rồi xoài ngọt và xoài mặn luôn cho các bạn. 4 gói. 4 gói xoài mặn qua đậu biếc hết. Rồi lấy 2 biếc 2 này đi. 2 biếc 2 đậu biếc 2 tí. Đây xoài nếp than, xoài đậu biếc, xoài lá cẩm và xoài hạt sen. Còn bên kia là xoài trắng. Xoài trắng thì có thể ăn là với lại xoài mặn nha các bạn. Ở đây đặc biệt có xoài gà tre rất là ngon. Đó, đó, cái này cũng giá đúng không? Cái này là... Rồi, một cái nước than và cái đói hai cái này. Rồi, ok. Một cái cao. Cái này là gà tre hấp lá chanh hả chị? Dạ, gà tre hấp lá chanh anh. Xôi ăn với gà tre hấp lá chanh. Gà bán hàng xôi gốc 4.000. Đó là xôi mặn nha các bạn. Còn mua nguyên con là... bán luôn. Thì dừa, đậu xanh, mỡ hành, hành phi. Không biết chứ nếp than để chung bạch nha anh. Cái là gà gì chị? Dạ gà tre hấp nước mắm, hấp mắm nhỉ. Dạ có hai loại ha. Dạ. Gà tre hấp mắm nhỉ. Gà tre hấp lá chanh. Và gà tre hấp lá chanh. Cái đó mình ê cái sốt mắm nhỉ lên hả chị ha? Dạ đúng rồi. Xôi mặn thì có xôi gà tre hấp mắm nhỉ và gà tre hấp lá chanh. Các xôi ngọt thì có xôi
qua đậu bếp xoay lá cẩm nhấp than thạch sen. Khách gọi gì vậy chị? Dạ ba nước hàng. Sơn ngọt hả? Dạ ba sáu. Ngọt vậy là bao nhiêu tiền? Dạ 12 ngàn. Ngọt sơn ngọt 12 ngàn nha các bạn. Bữa nay ăn được rồi. Chỗ đỡ nó bán ba cái xôi, trời ơi đất ơi. Ăn không được. Nay ăn được rồi chị. Các bạn có thể xem qua giá cả ở trên bảng giá của xôi, cái xe xôi của chị nha. Cái này là cái gì anh? Khoai mì mẹ chị. À, khoai của nhà Vinh. Đặc sản Trà Vinh ha. Đúng rồi, nó dẻo. Anh có phải quê Trà Vinh không? Dạ. Nhỏ em của em ở Trà Vinh. À. Góp vô bán. Trà Vinh. Khoai mì nghệ đặc sản Trà Vinh một hộp bao nhiêu vậy? 10.000. Ăn chung với cốt dừa. À, chan nước cốt dừa vô ha. Dạ, đây là một hộp khoai mì ăn chung với lại nước cốt và một gói mè như vậy nè. Món mới của em nữa. Khoai mì này khoai mì đặc sản Trà Vinh nha anh. Khoai mì ngọt tự nhiên. Bao nhiêu tiền? Dạ 10.000 một hộp. Khoai mì gì vậy? Khoai mì nghệ đặc sản Trà Vinh 10.000 một hộp, ăn kèm với nước sốt với muối mè, ý nước cốt với muối mè. À, rất ngon cho các bạn nhìn, rất là hấp dẫn, nhìn bột sẽ rất là bùi luôn. Các bạn ghé ủng hộ nha. Mình bán lại từ ngày nào vậy anh? Em từ bán hôm? Từ 12 tháng 10 á. 12 hả? À, 12. Hết giãn cách được 2 ngày. À, hai tay. À, bắt đầu bán lại ha. Dạ. Sau khi bán lại anh thấy cái tình hình mua bán mình nó làm sao anh? Bán cũng lai gai à, lượng khách không có nhiều như hồi trước à, nhưng mà dần dần người ta sẽ biết lại anh ha, chứ là mình quay nhiều người ta coi biết nhiều. Tại vì một số anh chị em công nhân không có đi làm, như là học sinh chưa đi học á, về quê nhiều. Dạ, đúng rồi, với mình phục vụ người lao động đi làm này kia, cái học sinh đi học. Dạ. À, chúc một ngày nào anh sẽ buôn bán khởi sắc lại như xưa ha. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ xôi mặn anh. À, đây xôi mặn mà ngoài gà ra còn có xôi mặn như là xá xíu, dạ, lạc xưởng, trứng cút, chả lụa, chả bông. Đầy đủ luôn. Dạ. Đồ chua. Đồ chua, hành phi, rau. Đồ chua rất thơm luôn. Hôm nay bao nhiêu vậy chị? Dạ 25 hả anh. Xôi mặn 25. Xem tiếp tục chỉ là một hộp xôi nữa nha. Cũng xôi mặn luôn hả chị? Dạ, cũng là xôi. Hộp xá xíu nè. Mình đứng với xe xôi thơm phức nha các bạn. Lập xưởng. Trứng cút. À, mình đứng một chút nhưng mình nhận thấy là khách tới liên tục nha các bạn. Mặc dù cái sức mua không bằng như là lúc trước khi dịch, nhưng mà khách cũng biết đến nhiều, cho nên người ta đến cũng nhiều các bạn.
Đây là hẻm 100 Nguyễn Thị Tần nha các bạn. Lấy xa xíu không không? Xôi lúc nào cũng luôn luôn nóng được, hấp nóng à. Nên bốc cái mùi rất là thơm. Và cả cái mùi lá dứa nữa. Những con gà te hấp lá chanh và ôm. Nhìn thật là hấp dẫn luôn. Gà te này mình bán nguyên con là bao nhiêu chị? Một con là 140 anh. Nửa con cũng có bán hả chị? Nửa con bán, gấp tư cũng bán luôn. 140 có xôi không? 140 là không xôi, có muốn ăn xôi nhiều thì anh lấy thêm. Mua nhiều vậy? Dạ. Đây là gà hấp nước mắm vậy. Khách gọi phần gì vậy chị? Dạ gọi gà mắm anh. Gà xôi gà nước mắm nhỉ. Xôi gà mắm nhỉ. Có là lót lá chuối đàng hoàng nha các bạn. Phức rồi, hành phi, nên các thứ đồ chua. Mình nhờ chấm với cái gì chị? Dạ, cái này em có sốt. Có sốt này chan vô thôi. Thì sốt gì chị? Sốt mắm, sốt mắm nhỉ thôi. À, nếu mà không gà mắm nhỉ thì có sốt mắm nhỉ. Dạ, xôi mặn thì có sốt xôi mặn. À, chị đang cho mình hỏi là mình bán ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? Dạ, từ 6 giờ tới 9 giờ là khoảng tầm 9 giờ, 9 giờ rưỡi rồi hết. Dạ, chỉ bán buổi sáng thôi hả chị? Mấy ngày chay rồi chị có nghỉ không? Dạ không, bán suốt. Bán suốt luôn hả? Khi nào đi du lịch chơi, đi Mỹ rồi chơi mới nghỉ hả chị ha? À, chị đang đây bán rất ngon nhưng mà phục vụ với lao động rất là nhiều các bạn. Giá cả cũng phải chăng. À, tuy rằng chiếc xe soi rất nhỏ nhưng mà mình thấy rất là bài trí rất là ngăn nắp và rất là vệ sinh nha các bạn. Có cả cái màn bọc ni lông để mà ngăn lại đó. Mặc dù trong một con hẻm nhỏ thôi nhưng mà mình thấy khách đến liên tục nha các bạn. Chỉ bán nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là nhiều loại xôi. Các loại xôi ngọt có 4 màu: nếp hang, lá cẩm, đậu biếc và hạt sen. Còn xôi mặn thì có xá xíu, lạp xưởng, chả lụa, thì trứng cút nữa các bạn. Rất nhiều. Rồi những cái đặc sắc, những cái đó ra còn những cái đặc sắc là xôi gà hấp lá chanh và xôi gà hấp mắm nhỉ luôn. Gà tre rất là mềm. Em còn món xíu mại chiên muối nữa nhưng mà sáng có khách lại đặt, khách lấy hết rồi. Ủa nhiều lắm anh, khách đặt nhiều sáng lắm. Lấy 30 phần. Hả? Sáng lấy khách lấy 30 phần. À, chắc công ty rồi hay gì? Dạ, dạ, chắc đặt khách đoàn, khách công ty á. À, cái đó rất là hấp dẫn cho nên khách ra lấy hết trơn luôn, 30 phần. Xôi, xíu mại trứng muối. Tiếc quá mình bữa nay mình không quay được cái món đó. Địa chỉ của xe xôi ở đây bán trước số nhà là 119B-68-55 Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Địa chỉ tuy là rắc rối nhưng các bạn đi rất dễ. Nếu các bạn đi từ quận 5, các bạn qua cầu chữ Y, qua quận 8, rồi các bạn đi đường Nguyễn Thị Tần, gần đến chợ Rạch Ông, bên tay trái có hẻm 100. Hẻm 100 nha các bạn, rất là dễ nhớ. Thì các bạn đi vẹo vào hẻm 100 đó thì vào đây sẽ gặp cái số nhà này và chị đang bán xe xôi lá sen ngay cái trước số nhà đó đó các bạn. Cái đây là gì? Dạ, nước cốt dừa.
để mình dùng với cái gì? Sò ngọt, nhưng mà này em để riêng á, khi nào khách ăn để vô nó ngon hơn. Dùng với sò ngọt với cái này. Đúng rồi. Với khoai mì. Khoai mì Nghệ, đặc sản Trà Vinh. Xôi lá cẩm nhìn rất là hấp dẫn luôn, để cái đậu xanh lên nữa. Cái hẻm này là một đầu là đường Nguyễn Thị Thần nha các bạn, còn đầu bên kia là Dương Bá Trạc. Các bạn đi ngã nào cũng vô được hết. Xe soi trong hẻm tuy nhỏ, các bạn thấy khách tới liên tục nha các bạn. Bữa nay căng trời mấy chị. Đậu xe không khéo là kẹt con hẻm luôn. À, bán một chiếc xe soi đậm chất quê hương miền Tây. Và chị Đan thì vận viện một cái bộ bà ba. Nhìn là cũng rất là chiều mến ha. Rồi nha. Một hộp khoai mì. Ở đây gần khu vực chợ Rạch Ông nha các bạn, cho nên ở đây hàng hóa bán cũng rất nhiều, cho nên khách hàng có thể là đi chợ rồi tiện ghé mua xôi luôn nha các bạn. Các bạn vừa xem một số hình ảnh về xe xôi lá sen của chị Đan bán trên một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Thần, quận 8 nha các bạn. Mặc dù xe xôi rất nhỏ, bán nhìn trình bày rất đẹp, rất vệ sinh và khách hàng đến cũng liên tục để mua những cái phần xôi rất là ngon. Mình xin kết thúc ở đây, các bạn nhớ chia sẻ những món ăn ngon cho mọi người cũng biết nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật là tốt đẹp. Mình hẹn các bạn ở video sau và mình cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Bye bye.